Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài toán số 2. Một vật dao động theo phương trình V bằng 10 pi có dt cộng phi. Xác định quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất khi vật đi được 1,5 giây. 1,5 giây. Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ có một số cái điều kiện. 10 pi chính là V max là 10 pi. Omega chính là pi. Đấy. Thời gian ở đây chính là gì? 1,5 giây. 1,5 giây. Vậy thì ở đây chúng phải muốn xác định quãng đường lớn nhất và nhất, chúng ta phải dựa vào hai cái điều kiện thuận hoặc là nghịch. Mà muốn biết điều kiện nào, em phải kiểm tra xem các thời gian thế nào của tên thuận này. Hiện tại thời gian chúng ta đang là 1,5 giây. Chúng ta sẽ kiểm tra xem chu kỳ ta là bao nhiêu. Omega là pi, vậy suy ra chu kỳ sẽ bằng 2 giây. Chu kỳ bằng 2 pi chia omega, 2 pi chia pi sẽ bằng 2 giây. T là 1,5 giây, chu kỳ là 2 giây, thì em thấy rõ ràng T sẽ lớn hơn T phần 2. T sẽ lớn hơn T phần 2. Cụ thể T là mấy? T sẽ là 3/4 chu kỳ. T sẽ là 3/4 chu kỳ. Như vậy rõ ràng nó sẽ lớn hơn T phần 2. Và như vậy chúng ta sẽ áp dụng điều kiện này. Quãng đường max là đối xứng trục cos, quãng đường min là đối xứng trục sin. Như vậy chúng ta sẽ vẽ hai cái đường tròn ra để chúng ta xác định. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định V max bằng cách lấy dấu xứng và trục cos. Vậy ta sẽ có đây là trục ly độ, biến độ đây là mấy? V max bằng omega nhân a lớn, vậy a lớn bằng V max chia omega, vậy a lớn bằng 10 cm. Như vậy ở đây là 10, đây sẽ là trừ 10. Vì khi lấy đối xứng trục, chúng ta lưu ý nếu lấy đối xứng qua trục cos thì chúng ta phải chia đâu cái góc, và từ biên chúng ta lấy lên phía trên một góc và lấy xuống phía dưới một góc. Như vậy góc ở đây bằng bao nhiêu? T nhỏ bằng 3/4 t lớn, vậy góc của chúng ta sẽ là bao nhiêu? 3/4 của 2 pi. 3/4 của 2 pi có nghĩa là 3 pi phần 2. Đấy, T bằng 3/4 t lớn thì alpha bằng 3/4 của 2 pi, vậy góc chúng ta sẽ là 3 pi phần 2, nghĩa là 270 độ. Như vậy khi lấy đối xứng chúng ta sẽ chia góc này làm đôi, vậy mỗi góc sẽ là 135 độ. Đấy, như vậy từ vị trí số 10 này em sẽ vẽ lên một góc 135 độ. Đấy, vì khi đó thời điểm hiện tại nằm đây. Rồi, từ vị trí này chúng ta vẽ ngược xuống phía dưới một góc là 135 độ, thì khi đó nó sẽ nằm đây. Vậy cái thời điểm hiện tại đang có ly độ là trừ x. Vì quãng đường sẽ là đoạn nào? Em có hai cung, vậy ứng với cung này thì quãng đường là đoạn này, ứng với cái cung này thì quãng đường là đoạn này, ứng với cung phía trên thì quãng đường sẽ là đoạn này. Như vậy đây sẽ là x max. Như vậy em sẽ thấy quãng đường cực đại chúng ta sẽ gồm hai đoạn còn lại, đoạn này cộng với đoạn phía trên, và hai đoạn này bằng nhau cho nên chúng ta chỉ cần nhân đôi lên. Như vậy ta sẽ có x max sẽ bằng 2 lần của cái gì? Đoạn này bằng gì? Đoạn này sẽ bằng đoạn nhỏ là đồ lớn x, cộng đoạn này là 10. Em sẽ có đồ lớn x cộng 10. Vậy thì chỗ này khi chúng ta chia đâu ra thì góc chúng ta không được là 135 độ, 135 độ. Mà góc bên đây là 90, vậy góc bên đây sẽ là 45 độ, 45 độ. Như vậy góc dưới này cũng là 45 độ. Đấy, qua là góc này 45. Vậy sin 45 bằng x chia 10. Sin 45 bằng x chia 10. Vậy x bằng gì? Bằng 10 nhân sin 45. Vậy cái này sẽ có là gì? 2 lần của 10 nhân sin pi phần 4 cộng 10. Đấy, sin 45 độ. 45 độ là pi phần 4 thì chính là 10 nhân sin pi phần 4 cộng 10. Đấy, vậy em sẽ thấy gom hết kết quả này lại, em sẽ gần bằng 34,14 cm. 34,14 cm. Thì đó là quãng đường mà. Tương tự, chúng ta sẽ xác định quãng đường miên. Khi xác định quãng đường miên thì chúng ta lấy đối xứng qua trục sin. Góc của ta vẫn là 270. Đến từ đây góc là 270 độ. Vì khi chia đôi ra thì chúng ta sẽ được mỗi bên là 135 độ. Đấy, mỗi bên là 135 độ. Như vậy từ vị trí này chúng ta sẽ vẽ về bên trái 135 độ. Thì khi đó nó sẽ làm đây. Đấy. Rồi, tương tự chúng ta vẽ về bên phải 135 độ thì khi đó nó sẽ nằm đây. Đấy. Vậy thì hai vị trí này nó sẽ có ly độ, Đây sẽ là trừ x và đây sẽ là x. Vậy thì quãng đường của chúng ta sẽ là đoạn nào? Chúng ta sẽ lấy cung bên đây. Cung ở đây gồm hai đoạn còn lại. Thứ nhất là cung nhỏ này cộng với cung này. Mà cái cung nhỏ này thì ứng với đoạn đường nhỏ này. Đấy, cái cung nhỏ này nè sẽ ứng với đoạn đường nhỏ. Còn cái cung lớn này ứng với đoạn đường này. Tương tự chúng ta xét cái cung bên đây. Đấy, xét cung này. Thì cái cung này cũng gồm hai cung còn lại. Cung này cộng với cung dưới này. Cái cung này thì ứng với quãng đường là đoạn này. Còn cái cung nhỏ dưới này thì ứng với đoạn đường là đoạn đường này. Đấy. Như vậy hãy vẽ mũi tên ngược lại cho em dễ nhìn. Em sẽ nhìn theo cái chiều quay luôn. Đấy. Như vậy có nghĩa là vỏ sẽ quay như thế này. Đấy, vỏ sẽ quay như thế này. Vậy thì quãng đường miên của chúng ta sẽ gồm có mấy đoạn còn lại. Đoạn nhỏ này bằng đoạn nhỏ này. Đấy. Đoạn này bằng đoạn này. Như vậy em sẽ đoạn này là 10, vậy hai cái cộng lại là 20 cộng hai đoạn nhỏ cộng cho hai đoạn nhỏ. Mà mỗi đoạn gì? Ví dụ đoạn nhỏ này sẽ bằng gì? Nguyên đoạn lớn này là 10 trừ đi đoạn này là x. Như vậy cái đoạn nhỏ này sẽ bằng 10 trừ x. Đấy, 10 trừ x. Như vậy em sẽ được tổng quãng đường miên là thế này. Bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển vào 20 cộng 2 x. Góc này bao nhiêu? Nguyên góc lớn này khi chúng ta cưa đâu ra là 135 độ. Vậy thì góc này 90 thì góc như này là 45. Vậy góc dưới này cũng là chúng ta góc này 45 có nghĩa là pi phần 4. 45 là pi phần 4. Sin, ai dùng sin hay có nào? Cái cạnh này sẽ là kề với góc 45, ví dụ nào? Cos của 45 độ hay cos của pi phần 4 sẽ bằng kề chia quyền. Đấy, như vậy kề sẽ bằng quyền nhân cos của pi phần 4. Vậy em sẽ có 10 nhân cos của pi phần 4. X vào quyền nhân có của vi phân tinh. Để như vậy em đưa hết kết quả này lại, em sẽ gần bằng 25,86 cm, 25,86 cm. Như vậy em sẽ quãng đường mát và quãng đường biên nó ứng với hai cái đường tròn khác nhau, cho nên các em phải lưu ý.